Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cách tắt từng lửa trên Windows 7. Thì đầu tiên để tắt thì mọi người sẽ vào cho mình mục Start này, chọn cho mình mục Control Panel. Tiếp đến mọi người sẽ vào cho mình cái mục là System and Security. Vào cho mình mục là Windows Firewall. Mọi người chọn cho mình mục là Change, à đây, mục Turn đi. Turn Windows đi. Đó. Thì mọi người mặc định sẽ thế này. Mọi người chỉ việc chọn cho mình ngay thôi. Và ok. Còn ai mà sử dụng Capcai ấy hay là sử dụng một phần mềm mà diệt virus đó ấy mà không tắt được ấy thì mọi người vào tắt từng lửa trên phần mềm diệt virus trước đi nhá. Thì chúng ta mới tắt được. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách tắt từng lửa trên Windows 10. Mọi người xem video thấy hay thì mình xin nút like, một nút đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Xin chào mọi người và lại bye bye.